trùng kiến Trầm Gia Bảo vô cùng thuận lợi. Vậy thì tốt quá. Nếu như sau này nàng không thích về vô Cấu Sơn Trang ở, có thể đến Trầm Gia Bảo ở. À phải rồi, ta đã đặt tên cho con của chúng ta rồi, không biết nàng có thích không. Nhanh vậy, con chưa biết là trai hay gái mà. Cho dù là trai hay gái, ta cũng hy vọng dùng cái tên này. Tên gì? Liên Xuân Nguyên. Liên Xuân Nguyên. Xuân giả, phụ giả, huyên giả, mẫu giả. Xuân huyên tức là cha mẹ. Ta thay con của chúng ta đặt tên là Liên Xuân Nguyên, là hy vọng sau khi con chúng ta ra đời, có thể kéo cha mẹ của nó lại gần với nhau. Hà tất như vậy chứ? Đây là niềm hy vọng của ta, cũng là tâm nguyện của ta. Bắt con trẻ gánh lấy quan hệ của cha mẹ nó quả thật không công bằng. Đối với nó sẽ là một gánh nặng. Nhưng ta tin chắc rồi sẽ có một ngày nhất định chúng ta cả nhà đoàn tụ vô Cấu Sơn Trang. Tại sao muội lại đến đây? Uống mà không vui thôi thì đừng có uống. Muội có biết không, muội đến đây nếu như để cho Trầm Bích Quân biết được tất cả những gì trước đây chúng ta làm, coi như đổ sông đổ biển. Đổ sông đổ biển thì sao chứ, bởi vì đến cuối cùng muội cũng mất cả hai. Nói cho cùng là muội không tin tưởng huynh, không còn tình cảm với Trầm Bích Quân nữa. Nếu muội nghĩ vậy, huynh cũng không cần thiết làm cho muội tin tưởng huynh thật lòng yêu thương muội. Khoan đi đã, muội đã bỏ độc dược trong rượu, nếu như huynh còn đi thêm hai bước nữa, chất độc sẽ bộc phát. Được, nếu như phải chết thì hãy chết sảng khoái. Sao muội nỡ thuốc chết huynh chứ? Vô Cấu Sơn Trang. Trang chủ, Trang chủ. Cái gì? Vô giả vậy có chuyện gì? Tiểu thư mất tích rồi. Mất tích rồi? Có khi nào cổ đi đâu không? Có tìm kỹ càng chưa? Có chứ, tôi đã tìm kiếm khắp nơi rồi nhưng cũng không tìm thấy cổ. Chết rồi, đã khuya lắm. Tiểu thư không đi mà không nói lại đâu. Nếu như cô vẫn không chịu nói ra bí mật của bảo tàng, không những đứa bé trong bụng cô mà ngay cả cô cũng bị chết cống. Ta không ưu đãi cô như Tiêu Giao Hầu đâu. Lần trước ông ngoạn ngẫu Sơn Trang ta đã để cô chạy thoát, lần này ta sẽ không để cô yên thân đâu. Tôi van xin ngài, chỉ cần ngài cho đứa bé trong bụng của tôi được chào đời bình an, tôi sẽ hứa với ngài, tôi nhất định sẽ nói ra bí mật của bảo tàng. Dám đặt điều kiện với ta, cô không thể lựa chọn. Trẻ con vô tội, xin hãy tha cho nó đi. Tha cho nó? Tiêu Thập Nhất Lang đã té xuống đáy vực ngoạn ngẫu Sơn Trang chết rồi. Một đứa bé ra đời không có cha, còn để nó lại làm gì? Cô đừng sỉ nhục tôi nữa. Đứa bé trong bụng của tôi quả thật là con của Liên Thành Bích. Nếu nó thật sự là cốt nhục của Liên Thành Bích, ta cần không cho nó ra đời. Đừng mà, tôi van xin ngài hãy buông tha cho nó đi. Thêm đá vào. Tiểu công tử à, cô ngất xỉu rồi. Mặc kệ cô, đổ hết đá vào. Bích Quân, Bích Quân, này sao rồi Bích Quân? Bào thai ra sao? Quỳnh nói cho tôi biết đi, bào thai của tôi ra sao rồi? Lúc này đại phu nói đứa bé đã chết trong bụng mẹ. Không thể nào, không có đâu. Quỳnh gạt tôi, Quỳnh gạt tôi. Bích Quân, Quỳnh gạt tôi, không phải đâu. Không thể nào mà, không phải đâu. Bích Quân nào, bình tĩnh đi Bích Quân. Đứa bé nào không thể chết được.
Quỳnh trả lại đứa bé cho tôi đi. Nó không thể nào chết được đâu. Quỳnh gạt tôi mà. Quỳnh. Đứa bé không có chết đâu. Quỳnh trả đứa bé lại cho tôi. Quỳnh Quân. Không có đâu. Quỳnh Quân à. Không có đừng đâu. Vậy Tiểu công tử, tại sao cô phải làm vậy? Lý công tử, công tử. Sao hả? Trầm Bích Quân đã mất cốt dục của huynh. Huynh đau lòng lắm à? Cô giết chết cốt dục của ta, ta bắt cô định bản. Tại huynh bất nhân với ta, ta mới bất nghĩa với huynh thôi. Cô, ta không thích bị người ta gạt. Ta không thích chia sẻ với người ta cùng một vật gì. Cái gì ta không có được, không ai có thể có được. Cô bị ổi lắm. Chúng ta cũng như nhau thôi. Thật ra ta và huynh cùng là một loài người. Nhìn thấy cô cũng tức là nhìn thấy bản thân ta. Huynh nhìn thấy bản thân của huynh xấu xí ác độc lắm phải không? Không ai muốn nhìn thấy mặt mình xấu xí ác độc. Cho nên ta và cô có một người nhất định phải chết. Vậy được rồi. Trước khi chết, ta có thể hỏi huynh một câu hỏi cuối cùng không? Từ đầu đến cuối, huynh có từng yêu ta không? Nếu như ta muốn cô chết không nhắm mắt, vậy ta sẽ trả lời cô: không. Thật không ngờ ta lại làm con cờ của người ta. Chịu chết đi. Ta sẽ không để cho người con gái khác chiếm được huynh.